Innova 2019 nha cô chú anh chị. Xe biển Tiền Giang 2019 số sàn 8 chỗ. Màu đồng bánh kim, xe chạy 59.000 nha anh chị. Học mới vừa lấy về. Xe này vừa mới về chưa được 15 phút nữa thì có khách đến coi rồi nè. Có mấy anh đang coi 2020 nhưng mà chẳng có tiện 2019 nay ảnh coi luôn. Thì cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua Innova E thì bên Học đang còn 2020 á. Màu đồng bánh kim là màu 2019 nè. Rồi xe màu đồng bánh kim mà form 2021 đăng ký 2020 số tự động luôn á. Bên Học có đầy đủ, Innova giờ cũng có. Hồi sáng Học mới đăng hình cái chiếc Ventura 2020 màu trắng á cô chú anh chị, xe đó bán rồi nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bên Học đang làm rất là nhanh về những chiếc xe Innova này, thị trường cũng đang rất là cần xe thì Học cũng đang rất là cần mua để về phục vụ cho cô chú anh chị á. Thì những cái xe nào cô chú anh chị không đông đụng, không gặp nước, cô chú anh chị có liên hệ cho Học 0901224668, Học có mua xe tặng nơi cho cô chú anh chị toàn quắc luôn á. Đó. Giờ thì mưa rồi. Đó, Học mới đi quận Nhất về ghé ngang có hai anh đến xem xe. Cô chú anh chị cứ định giá xe miễn phí để bán cho người nhà, cô chú anh chị cứ liên hệ cho Học ha. Xe này thì full phụ kiện, đầu DVD nè, ghế da, camera da rõ lắm cô chú anh chị. Hồi nãy là đậu ở ngoài á, nên Học chạy vô lấy mấy cái dù vô ướt hết trơn. Hai anh cũng đứng ở ngoài chịu mưa luôn á, thì Học chạy vô cho hai anh coi. Hả? Xe đầu DVD có camera hành trình sẵn, ghế da nè còn đẹp lắm anh chị, lót sàn nè. Đó, khách sợ chày cũng dán carbon lên mấy cái ốp này, Học về tháo ra. Đó, keo chỉ thì còn nguyên hết, cam kết cô chú anh chị còn nguyên zin hết nha. Đó, cô chú anh chị có mua xe liên hệ cho Học. Xe này Học chưa biết giá luôn, Học đang đợi xin giá luôn, ship Học trực tiếp cũng chưa có giá luôn, đang đợi xin giá lên lãnh đạo trên bên trên nó mới ship Nhật đó, cho giá bên Học bán. Thì còn 2019 mà Học thu về thì hôm nay có giá rồi. Ê, 2020 ngày hôm qua Học thu trên 3 tháng 2 á, giá là 598 triệu nha cô chú anh chị. Còn Innova G 2020 mà form 2021 á, xe đó là 792 triệu. Rồi còn xe này thì chưa có giá nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị đến mà lúc mà xem cái clip này được á thì Học chắc biết giá rồi. Cô chú anh chị cứ liên hệ cho Học 0901224. Cô chú anh chị nhớ là mua xe hoặc là bán xe cũ, đặc biệt là bên Học Toyota cao hơn thị trường rất là nhiều cô chú anh chị. Đó, Kia, Mazda, Hyundai, cô chú anh chị cứ giao Học, BMW, Mẹt. Đó, bên Học có thu tất cả các dòng xe. Và Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.